Vậy bao nhiêu lâu chờ đợi? Bây giờ những cái phiên bản Gen 3 của Deathstone nó về nè. Ví dụ như anh chị thấy cái chuyên dích thì nó về cũng hai màu, màu xám và màu xanh. Thì CV250NCB đây là hệ Gen 3 anh chị ha. Nó có màu xám, màu xanh, nói chung là nó làm những cái vỏ hộp thôi cũng rất là đẹp. Nè anh chị thấy không? Phiên bản limited của nó là màu xám nè ha. Thì nó có hai hệ là màu xám, màu xanh là nói về CV250NCB thì nó cũng có 4 số hệ Gen 3 Pro nè anh chị. Thấy không? Có 4 số hết nè. Thì nó giống như những cái phiên bản trước nhưng mà nó nâng cấp nhiều thứ. Với lại là nó về thêm một cái mẫu nữa là CV250NCB là mẫu chuyên dích. Còn này CV250 Blade. Blade là đầu nó 2 trong 1, ví dụ đầu 1/2 để bắn bù lon và anh chị gài là nó bắn dích, đúng không? Thì nó về lần này nó sẽ khắc phục rất là nhiều thứ. Trước tiên là anh chị mình thấy là nó nói về độ chuẩn, ví dụ như này anh chị mình thấy là nó nhét vô nhét nhanh nè, đó nhét nhanh nè, nó nói về độ chuẩn xác, nó độ chuẩn xác của đầu dích, đúng không? Nó khắc phục tình trạng gơ lát nè. Đó, thứ hai á là nó nói về gì anh chị, cái cò nó mượt, cái mẫu nào cũng vậy hết, cái cò rất là mượt, anh chị thấy không? Bấm nó đi từ từ nó mượt hơn so với những đời trước rất là nhiều. Đó, nó nói là hệ mạch là từ 6 mốt phét, bây giờ nâng cấp lên 12 mốt phét lận đó. Rồi về tính năng thì chút xíu Hồng Viên test cho anh chị mình coi. Máy này mỗi một cái máy anh chị biết hệ Gen 2 của nó thì nó chiều này maximum nó chỉ là 11 phân thôi đó, 11 phân nè, đó là đo phủ bì luôn á. Còn về cái chiều cao á thì anh chị mình thấy nó cũng như, giống như những cái phiên bản đời trước khoảng 19 à, chiều cao mà chưa có pin á khoảng 19. Thì nó về thêm mỗi phiên bản Blade đó thì nó sẽ dài hơn xíu do nó có cái đầu này. Thí dụ như 11 giờ nó ra khoảng là 12 nè anh chị ha. Đó xem 12 tí xíu do nó có cái đầu này tí xíu nè. Đó, thì những cái phiên bản này á theo em Hồng Nhiên thấy nè, anh chị thấy nè. Mấy cái này á thì nó lợi thế là khi anh chị mình thay vì hồi xưa mình xài cái bù lon 2 trong 1 đó là mình nhét vô có cục hít không à, nó dễ bị gớt cái này ra. Cái mũi vít hoặc cái đầu gì nó gớt ra. Còn giờ là anh chị nhét này vô là nó dính đây luôn. Đó, nó khắc phục tình trạng là gớt ha. Với lại hoặc là anh chị xài cái bù lon mà anh chị chuyển ra cái đầu bắn dít đó thì xài nó hay bị kẹt cái này. Anh chị xài nhiều sẽ thấy ha. Nó hay bị kẹt cái này, cái nó dính luôn. Đó, mỗi lần tháo ra là muốn trào máu với nó luôn á. Đó, nên là giờ là Deathstone nó làm những cái phiên bản này rất là hay. Anh chị thấy nó mượt nè, thấy không? Đó, nó mượt. Về chức năng thì hai này giống nhau. Số 1, số 2, số 3, số 4. Ví dụ như anh chị mình đánh số 2, số 1, số 2 nè. Đó, rồi số 3 nè, số 4 nè, đó. Thì về những cái thông số nó cũng ở đây, nó cũng tương ứng. Motor và group red không có chổi than. Và pin là thông dụng M21. Rồi tốc độ số 1 là 1.500, số 2 là 2.200 và 3.700 là maximum. Đèn có thể là mình tắt mở chủ động và nó mở được 20 phút độ sáng của nó anh chị ha. Đó là về những cái tính năng của nó. Đèn thì đây là nó giống như 173 anh chị mình thấy nó rất là sáng. À, giống như Makita, đèn 173 Makita cực kỳ sáng luôn. Về cân nặng thì hai cái máy này 1 kg, chuyên dích 1 kg. Còn cái này do nó có cái đầu nữa thì nó nặng lên thành 1.2 kg. Đó, về cân nặng thì nó là như vậy ha. Về thông số là anh chị mình nắm hết. Bây giờ test cho anh chị mình coi ở đây. Thì anh chị mình thấy cục pin này, cục pin nhỏ xíu đúng không? Nhưng mà 3A đó chứ không phải là tầm thường đâu. Thì anh chị mình thấy là đôi khi trước tiên để test cho anh chị mình coi về cái độ quơ lắc đồ của nó. Ví dụ như anh chị mình thấy bình thường là mình nhét cái mũi vít ngắn thì mình không thấy quơ, nhưng mà mũi vít càng dài mình càng thấy nó quơ. Đây thì ở này nó khắc phục được tốt hơn cái chỗ này anh chị ha. Nó quơ nhưng mà nó ít hơn ha. Đó, anh chị thấy bình thường mà mình chạy tốc độ cao á, lần này nó đảo trong vòng vòng. Nhưng mà đối với Deathstone đời này bây giờ khắc phục chỗ này không có, thấy không? Đó, ok, đây là những cái chỗ thiết kế rất là hay. Hoặc nhiều người nói cái mũi vít này nó chuẩn vậy thì mũi khoan nó làm sao? Cho anh chị mình coi mũi khoan nó vậy. Ha, mũi khoan thì nó cũng sẽ ít quơ. Nè anh chị mình thấy nè, thấy không? Thấy không? Rất là ok, thực tế luôn. Nhưng mà cái hai này á, giữa hai này thì về chức năng giống nhau nha. Thì chuyên dích á, nó sẽ bị quơ hơn tí xíu. Do là cái gì ha, không phải là máy này nó quơ. Nhưng mà anh chị thấy cái chỗ này cùng là mỗi đúng không? Nhưng mà chỗ này nó hơi quơ hơn tí xíu nè, thấy không? Thấy rõ ràng anh chị ha. Đó, còn này bỏ qua này nó ít quơ hơn. Lý do anh chị biết sao không? Nè, nó ít quơ hơn nè, thấy không? Thấy rõ ràng là ít quơ hơn không? Lý do lần này cái lợi thế của nó có thêm mỗi khúc nữa để nó giữ cái lột giác này anh chị. Anh chị thấy rõ ràng, dụ như này nhét vô thì nó lòi ra đúng không? Lòi ra khúc thì nó ít giữ hơn thì chắc chắn là cái độ quơ lát nó sẽ có. Anh chị mình xài cái chuẩn càng dài á thì vô cái này nó xài chuẩn ngắn chuẩn dài, giống như này chuẩn dài được nha.
chuẩn ngắn chuẩn dài anh chị xài được hết luôn á nè. Đó ok, đó thấy không, đó chuẩn càng dài thì nó càng ít quơ hơn, giống như này nó xài dài ra nó ít quơ hơn. Khoan sát độ của ô tô à, đây chị mình thấy nè. Đó ngon lành luôn. Đây là quan sát á, à dứt lỗ nữa cho anh chị coi. Thấy không, quan sát đó. Còn vụ hai này chức năng giống nhau, thử cái là anh chị mình biết hết luôn á. Ví dụ như này đi, test thử cho anh chị coi về những cái tính năng của con này, mình coi về sức mạnh đi, mình test vô cái bắn gỗ như vậy. Đây bắn gỗ như vậy cho anh chị rất là dễ á. Đó dụ như bắn cái gỗ dày, xuyên cái này thử xem nó xuyên nổi hay không. À đó, này bắn xuyên ra ngoài đó cho anh chị mình coi lại. À nó bắn ra bên này rất là nhẹ anh chị ơi, ha, tại vì nó chưa xuyên hết chứ thật sự rất là nhẹ. Rồi về tính năng thì cho anh chị mình coi về số 1 thì chắc chắn là nó sẽ yếu hơn ha, mở ra. Thấy không? Số 1 thì chắc chắn nó yếu rồi, số 2, số 3, số 4 tức là ga vô đều có, số 2, số 3, số 4. Thấy không? Đó, này số 3 lên cái nữa số 4. Đó thì tùy, còn mình vô mình cũng có 4 số rồi, mấy này hồng nhiên test hết rồi ha. Bây giờ cái quan trọng là cái tính năng ở bên này, giống như là bình thường anh chị mình thấy nó chạy chậm đi. Bình thường chạy chậm rồi khi mình bắn vô thì tự động nó chạy gặp lực nè. Đó, tự động nó lẹ lên ha. Đó, vậy mình thấy không? Đó là tính năng số 1 của nó nè. Tính năng số 1 thì anh chị thấy nè, bên này đèn đỏ nè ha. Rồi nhảy qua tính năng số 2 đi. Đó, nó đang mạnh nè. Đó, test con nữa, nó đang chạy mạnh thì khi gặp lực nó sẽ như thế nào nha. Đó, chưa chà, chưa vừa nặng cái thôi là nó dừng lại, đang bấm cò nè anh chị. Ây da, ôi nóng quá. Đó, đang bấm cò nè anh chị mình thấy không? Đó, ok ha. Đó, rồi dù anh chị mình nhả ra, vô. Đó, nhồi cái nữa. Đó, là nó ngưng lại liền. Đó, nó cũng rất là hay ha. Rồi cái tính năng số kế tiếp của nó nữa là tính năng số 3. Số 3 cho anh chị mình coi nó làm cái gì khi nó chạy lẹ này. Khi mà nó gặp lực nặng thì nó làm cái gì ha. Đó, nó gõ từ 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 từ, nó không hư vật liệu anh chị thấy không. Đó, tức là nó gõ từ 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 từ, không hư vật liệu, chỗ này rất là hay ha. Cái chỗ này anh chị bắn bù lon rồi ok. Đó, rồi khi hết lực á, thì này nó có số 4. Khi hết lực á, là anh chị mình thấy là số 4 của nó là hết lực, là nó nhả ra từ 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 nó lăn. Nói chung là đầy đủ các tính năng của nó, có đầy đủ hết. Rồi với lại là sẵn đây thử cho anh chị mình coi là mình bắn bù lon, thì cái máy này nó bắn bù lon có ok 250 niu. Qua đây anh chị mình qua đây, có xe ở đây luôn, thử luôn, test thử bắn bù lon coi nó chạy ok hơn không ha. Đó 1 2 3 4, giờ nhả ra ha, thử cho anh chị mình coi. À, ra luôn. Ga luôn anh chị mình thấy không? Ở dưới 250 niu của nó là chuẩn ha. Đó. Rồi. Cái chỗ mà số 3 hồi nãy đó, anh chị mình thấy cái chỗ số 3 em hay nói là chức năng này bắn vô bù lon rất là hợp lý luôn, ví dụ mình bắn vô. Đó, ví dụ như nó nặng rồi anh chị, nó nặng rồi cái nó gõ từ 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 thì nó không làm cho hư gan ốc. Rồi nhả ra đi. Đúng không? Nhả ra giờ mình bắn vô ha. Đúng không? Đó. Nó tiếp vô từ từ đúng không? Thì cái chức năng này nó không làm hư răng ốc ha, chức năng này không làm hư răng ốc anh chị ha. Đó. Ok, cái chỗ này rất là hay. Thì anh chị mình sẽ thấy rằng là với những cái máy như thế này thì giá sẽ như thế nào ha. Đó thì anh chị mình thấy hồng nhiên test một cái, nhưng mà đồng nghĩa với lại test là 4 cái này luôn á anh chị, tại vì nó giống nhau, về căn bản là nó giống nhau hoàn toàn. Cái thân máy này á, CV250NCB nó có hai màu cho anh lý chị lựa chọn nha. Giá bán của nó, về cái đèn thì anh chị mình nhớ là nó tắt mở đèn tự động được nha. Ví dụ như anh chị mình tắt mở đèn, anh chị nhấn giữ đèn này nó lên trên rồi chứ quên bà nó. Nhấn giữ trên này thì đèn nó có thể là anh chị tắt mở ở đây. Đó, nó sáng lên đây, nó sáng lên. Anh chị mình thấy không? Nhấn nút đây là tự động cái đèn nó sáng lên. Còn anh chị mình muốn giữ cho nó nhấn nó sáng 20 phút á, nhớ nó chớp một cái là nó sáng 20 phút. Đó, chỗ này anh chị biết ha. Còn anh chị mình muốn tắt nó đi nhấn giữ một cái hoặc là anh chị mình tắt nó đèn ha. Đó là tất cả những cái tính năng của nó. Đi theo máy thì cái nào nó cũng vậy nè, đi theo máy thì cái nào anh chị mình cũng thấy là nó có một cái bát bên hông này nè. Đó, một cái bát để mình đeo, cái này là dắt dít, còn bát này là bát đeo. Còn ở đây là anh chị mình sẽ thấy rằng là nó có cái
catalog hướng dẫn và cái phiếu bảo hành của nó là 6 tháng, cái nào cũng bảo hành 6 tháng hết á. Rồi về giá đó, anh chị mình thấy CV 250 hệ Gen 3 NCV 1.190.000 cho một cái thân. Một cái thân thì chưa có pin đó nha. À, một cái thân chưa có pin 1.190.000. Còn 250 Plus là bù lon 2-in-1. Đó, 2-in-1 anh chị. Màu xám, màu xanh gì đều được hết. Giá bán cho anh chị mình á là 1.250.000 một cái thân. Mỗi thân màu nào cũng được hết. Rồi có nhiều anh nói là đây cái thân vậy chưa có pin lấy gì xài. Thì anh chị mình thấy ở đây là đét tông nó ra một cái hệ pin 3A dòng cell EV nhưng mà chỉ có là mỏng lét à. Anh chị có hệ pin này nè, mỏng lét à. Đây anh chị mình nhìn cục pin này nó rất là phù hợp luôn cho anh chị mình xài những chuyên dịch. Đó, 3A, đèn đồ nó sáng bên hông nè ha. Đó rất là đẹp luôn. Đó, chống cháy, chống da đạp luôn, nhưng mà một cục pin này là 600.000. 600.000 cho cục pin 3A dòng EV dòng nhỏ thôi. 5 cell thôi nhưng mà là 3A. Và anh chị mình thấy ở đây là cái này là chưa có sạc nha anh chị. Giá này chưa có sạc. Còn anh chị mình thấy ở đây là cục pin này là nó là 3A nhưng mà 10 cell thì dòng xả 5C. Thì lần này á thì nó lại rẻ hơn, giá năm nó có 520.000 và nó có luôn cục sạc. À, từng cái loại pin anh chị mình biết để mình ghép vô cái máy nào cho nó phù hợp nha. Rồi ví dụ như anh chị mình mua cục pin 4.000 kiểu dày màu xám, ví dụ mình mua máy màu xám, mình muốn mua pin 4.000 màu xám cho nó phù hợp cái màu nè, cái màu nó liền luôn anh chị mình thấy nó đẹp nè, thấy không? Thì một cục pin này là 760, tặng cho anh chị cục sạc S25 luôn, cục pin 4A. À, đó thì nó sẽ có những cái dòng pin cao hơn nữa, nhưng mà những cái máy này nhỏ nhỏ thì anh chị mình xài pin 3A 2.5A là nó phù hợp rồi. Đó, nói về như vậy thì anh chị mình tùy theo cái loại pin mà mình cộng vô mình mua máy sao cho nó phù hợp, và anh chị có máy có pin rồi thì không cần phải mua pin. Đó, rồi giá anh chị nắm rồi ha. Thêm một cái chương trình nữa là anh chị mình thấy là Đế Tông sẽ có cái combo khuyến mãi cho anh chị vậy nữa nè. Anh chị mình mua một cái thân là 13100 Plus mà có tạo xung. 13100 Plus có tạo xung vậy nè. Đó, nó tạo xung vậy là 1.450.000, đúng không? Là cái thân máy chưa có thùng nha anh chị. À, và một cái thân máy mài 9.600, cái thân này là giá của nó anh chị biết rồi. Giá nó là 990.000 một cái thân máy này. 990, tức là anh chị mình cộng lại nha. 990, cái khuyến mãi em báo sao? 990.000. Ở đây là cái thân 1.450.000. Rồi ví dụ như anh chị mua cái thân này là 1.190.000. Màu nào cũng được, nó có một là anh chị mua nguyên hệ màu xám có luôn, máy mài màu xám có luôn. Hai là anh chị mua nguyên hệ màu xanh, máy khoan màu xanh có luôn, bắn vít màu xanh có luôn ha. Hoặc là anh chị mình mua cái máy này, cái máy 2603 CB này là 1.550.000, cũng có màu xanh màu xám luôn. Đó, thì anh chị mình có thể là mình mua một cái khoan lớn, một cái bắn vít, một cái máy mài. Đó, mình cộng lại 1.550.000, 1.190.000 và máy mài 990, thì anh chị mình được tặng một cái cục pin 5A. Cục pin 5A vậy nè, đây là cục pin tặng nè. Đó, tức là anh chị mua 3 cái thân mình sẽ được tặng miễn phí cục pin. Đó, giá thì nó cố định anh chị ha, cộng lại thôi 990, 1.190.000 với lại cái này 1.450.000 hoặc này 1.550.000, thì anh chị lấy cái nào cũng được hết. Thì anh chị mình sẽ cộng vô giá tiền và cuối cùng là anh chị mình được tặng một viên pin 5A như thế này. Đó, đó là toàn bộ cái chương trình của Hồng Duyên hôm nay muốn giới thiệu cho anh chị. Những cái mẫu pin mới là chương trình trước Hồng Duyên giới thiệu rồi, chủ yếu là giới thiệu cho anh chị một cái mẫu máy đời mới phải nói là. Nhưng mà trong hai cái máy này có nhiều anh sẽ hỏi nên chọn cái máy nào cho nó ok chưa. Theo Hồng Duyên nghĩ đó là anh chị chọn cái này sẽ hay hơn. Chọn cái phiên bản là 250 CV 250 Plus. Thì tại sao chọn cái này nó hay hơn là anh chị mình thấy như Hồng Duyên giới thiệu rồi, cái nào cũng bán hết nha. Nhưng mà anh chị mình sẽ thấy rằng là một cái mẫu như vậy nó kẹp được nguyên một cái trục này thì cái mũi mình nó vững vàng hơn. Cái mũi mình vững vàng hơn, ví dụ như anh chị mình muốn khoan một cái mũi đuôi cá chẳng hạn. Đó, khoan mũi đuôi cá nó cũng rất là dễ. Khi anh chị mình thấy những cái mẫu kiểu như vậy nó rất là lực nè. Đó, anh chị thấy không? Khoan cái là nó xuyên luôn, thấy không? Đó, với một cái như vậy là khoan rất là dễ dàng. Đó,
thì anh chị mình thấy rất là hiệu quả khi anh chị sử dụng những cái mẫu máy kiểu như vậy. Thì anh chị thấy ok, mẫu nào nó phù hợp với anh chị thì anh chị có thể muốn sở hữu sản phẩm, có thể liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên vào ban ngày anh chị, buổi tối Hồng Nhiên nghỉ ha. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi chương trình. Anh chị có ý kiến như thế về những cái sản phẩm hệ Gen 3 của Destone đời mới như thế này, có thể để lại comment bên dưới. Giá này phù hợp hay chưa, chất lượng về được chưa, anh chị có thể để lại comment ha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.